Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay thầy trả lời tiếp mấy câu hỏi còn lại, và nếu ai còn hỏi nữa thì cứ đặt câu hỏi. Câu hỏi là: trong suốt con đường tu tập, có lẽ ai cũng thực tập rốt ráo miên mật để có chân an lạc, nhưng mỗi khi đến điểm cuối cùng của cuộc đời là sắp lìa cõi ta bà này, cá nhân của con và có lẽ cũng có thể nhiều người khác rất lao chao và không vững tâm. Kính mong thầy chỉ dẫn cho chúng con phương pháp hữu hiệu để hàng phục được sự lao chao của tâm, hay nói khác đi là hàng phục được tự thân. Con tri ân thầy. Thật ra đó, cái sự tu tập của mình đó, sợ gì mà mình sợ hãi ấy, là bởi vì mình không biết là tương lai mình sẽ, sau khi mà mình chết ấy, mình sẽ đi về đâu. Nhưng mà như hồi sáng ấy, thầy có nói là thực ra đi đâu cũng là cái bài học để mình giác ngộ hết. Cho nên nếu mà một người mà biết rằng là mình học hết lớp 1 rồi thì sẽ có lớp 2 để mình học tiếp, lớp 3, lớp 4 gì đó, tức là tùy theo cái khả năng của mình mà trường sẽ là bố trí cho mình học cái lớp tiếp như thế nào. Còn cái cuộc đời đó thì chắc chắn là sẽ gặp những khó khăn, bởi vì chính những cái khó khăn này đó, như hồi sáng thầy có nói đó, tức là những khó khăn chính là những cái thử thách để xem thử là tâm mình có đủ thanh tịnh trong sáng hay không. Và nhiều khi mình trước một cái sự sợ hãi mà mình chưa chưa tới đó, chưa gặp cái sự sợ hãi đó mà mình chỉ tưởng tượng thôi đó, thì mình sợ. Thế có khi đối diện với sự sợ hãi đó thì lại không còn sợ. Vì của người mình ấy, cái sự sợ hãi là nó phát xuất từ tưởng tượng nhiều hơn là đối diện với cái thực. Thầy có kể một câu chuyện mà nói là có một cái người đó đi ban đêm, đi một mình mà sợ quá đi. Sợ quá rồi mới không biết là cầu sao mà mình có một cái người nào mà để mà đi chung đường với mình để cho nó khỏi sợ, chứ thôi cứ sợ ma không à. Thì cái đi ngang qua cái ngã ba đó, có một cái người đi tới mừng quá, cái hai người đi 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 hết cái cung đường rồi ấy, rồi hai người chia tay. Thì khi mới chia tay xong cái thấy người kia biến mất thì té ra đó mình sợ ma nhưng mà đến khi đi với ma đó, đi với ma suốt cả cung đường ấy, thì không có sợ gì cả. Cho nên là cái sợ là mình do tưởng tượng. Chứ còn thực ra đó, bây giờ mình đi, ví dụ mình đi, quý vị đi rồi mới lấy cái dấu chân, rồi mình vẽ một cái cung đường trên cái dấu chân đó, thì nó bề ngang của nó nhiều lắm là 4 tấc à. Phải không? Quý vị đi cho cái người mà đi chân chữ bát nữa thì cũng là khoảng 4-5 tấc là cùng. Nhưng mà bây giờ mình đi trên, mình cũng đi trên này cũng đi 4-5 tấc thôi, chứ nó không có nhiều. Thế nhưng bây giờ đưa cái 4-5 tấc này lên một cái độ cao cỡ 50 mét hay là 20 mét hay 10 mét gì đó, rồi bây giờ biểu mình đi trên cái đường đó đó, thì mình rất sợ. Mà mình đi trên trên này thì mình cũng là cũng đi chừng đó
chứ mình đâu có đi nhiều hơn. Nhưng mà lạ là mình đi lên trên kia là mình sợ, tại vì mình tưởng tượng là mình rớt xuống. Cho nên á, là cái sợ hãi á, là do tưởng tượng. Mà tưởng tượng á, là vì mình chưa biết. Nhưng nếu mình biết ý nghĩa của cái cuộc đời này đó, là để mình học những bài học mà mình chưa học hết. Bài học nào mà mình chưa học hết á, thì mình còn phải học nữa. Mình phải trải nghiệm nữa. Ví dụ như trong kiếp này đó, mình chưa nhận nài đủ, chắc chắn kiếp sau sẽ gặp ông chồng, hoặc là gặp bà vợ, hoặc là gặp cái nghệ thù cái gì đó. Nó làm cho mình đó là phải làm cho mình khó khăn để mình tập thêm nhẫn nại. Cái bài học đó, đó là phải bài học, cũng như học võ vậy đó. Học võ là phải càng lên cao á, càng lên cao á, thì càng học những bài võ khó hơn, đối đầu với những người giỏi hơn, thì khi đó mình mới là lên cao được. Cho nên mình sợ hãi là bởi vì nhiều khi chính là bởi vì mình muốn an lạc, cho nên mình sợ hãi, sợ đau khổ. Còn nếu mình biết rằng là đau khổ là những bài học, đó là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Thì đó là do mình thôi, do cái thái độ của mình thôi. Chứ còn á, cái cuộc đời đó là, mặc dù cái thế gian này nó là gặp nhiều khó khăn như vậy, nhưng tại sao lại Đức Phật lại nói rằng là chính là cái cõi người này là cái cõi mà để mình giác ngộ. Cái cõi người này là cái cõi để giúp mình giác ngộ dễ dàng nhất, cái đó là được sinh làm người là khó. Mình á thì lại mình muốn là làm sao mà chết là được sinh vào một cái cõi nào đó mà thật là an lạc, thật là sung sướng. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà tâm mình, như hồi sáng thầy có nói rồi, nếu mà tâm mình không an lạc thì không bao giờ mà có thể vào cõi đời nào an lạc được cả. Còn nếu tâm mình an lạc thì là bất kỳ ở đâu mình cũng an lạc. Tùy sở trú xứ thường an lạc, tức là ở đâu cũng an lạc. Nhưng mà nếu ở đâu mình cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình trọn vẹn với cái thực tại. Nếu thực sự mình trọn vẹn với thực tại thì là luôn luôn an lạc. Và mình nên muốn khi chết mà mình không sợ hãi, thì nên tập đối diện với những khó khăn trong đời sống này, đối diện với bệnh tật, đối diện với sự nhục nhã, đối diện với những khổ đau, để khi mà mình chết á, thì mình không còn gì, không có sợ hãi, bởi vì mình đã đối diện với mọi cái mặt của đời sống mà tâm mình vẫn là an nhiên tự tại, thì lúc chết chắc chắn là an nhiên tự tại. Đừng có mong cầu là mình sẽ chết một cách tốt đẹp, vì không ai biết là mình sẽ chết như thế nào. Không ai biết được là mình sẽ chết như thế nào. Ngay cả Đức Phật á, thì Ngài cũng là lìa bỏ cõi đời là bởi vì bị bệnh kiết lỵ. Mục Kiền Liên là một cái vị mà thần thông quảng đại, mà chết là bị ăn cướp nó đánh tàn sát. Và rất nhiều vị như vậy, nhiều vị A-la-hán trước khi tịch là bệnh tật đau đớn vô cùng. Nhưng mà khi mà họ đã giác ngộ đó, thì những cái đó đối với họ không thành vấn đề. Những cái khó khăn, khổ sở đó là không thành vấn đề. Và khi mình biết rằng là mình xuất hiện trên thế gian này để mà học bài học giác ngộ, thì mình đừng có nghĩ rằng là mình đừng có chọn lựa là cũng như mình đi học á, mình đừng có chọn là cho tôi học môn nào dễ dễ cho nó khỏe thì cũng như vậy. Thực ra là
càng học môn học khó chừng nào thì lại càng phát triển cái trí tuệ càng cao chừng đó, phát triển cái khả năng còn cao chừng đó. Vì vậy cho nên là không thể nào mà mình làm cái gì mà mình có thể bình tĩnh được trước cái chết, trừ phi là mình hiểu biết nó, mình hiểu biết được cái chết. Mà cái chết thực ra là cái chết nó diễn ra hàng ngày trong đời sống của mình. Hàng ngày mình tưởng là mình cứ sống dài dài, nhưng thực ra là mình chết đi sống lại, chết đi sống lại trong đời sống của mình từng giây từng phút. Thở vô mà thở vô thở ra là cũng đã chết một lần. Là cứ như vậy là mình cứ sống chết hoài đó, trong đời sống của mình đó. Đó, ai học khoa học thì cũng biết cơ thể của mình nó thay đổi hoài, thay đổi máu cũng thay đổi thì hơi thở thì mình thay đổi hàng ngày mình thấy rõ rồi, rồi cái máu cũng thay đổi hàng giờ chứ không phải là hàng ngày. Thì cho đó mà cái chuyện mình chết á, chết đôi lúc là hay chứ. Thầy có một cái câu chuyện vi tiếu như thế này, đó là có cái ông đó, ông muốn sống, ông sợ chết, ông thấy già rồi, ông sợ chết quá, cái ông mới xin một vị thần, ông nói là cho con được sống, sống đừng có chết. Cái ông vị thần đó mới nói, được, cái gì thì cái đó thì dễ, rồi cho ông sống đó. Cái ông sống thêm mấy năm nữa thì nó khổ quá, bởi vì lúc đó già rồi, đi đứng cũng khó khăn. Sống thì sống, nhưng mà cái định luật già chết thì cũng phải già chứ. Già rồi yếu, cho nên ấy, già rồi tóc bạc răng rụng, rồi đau lưng, đau cổ đủ thứ. Cái một hồi mới sống thêm được mấy năm, cái ông tới vị thần đó, ông nói thôi cho con chết đi cho rồi. Cho con chết cho rồi, sống cực khổ quá. Đó, cho nên nhiều khi là, nói như sư đệ của thầy là sư Hộ Pháp, tôi nói là mình chết đi thì cũng giống như mình có chiếc xe cũ rồi, thì bây giờ nó hư lên hư xuống thì thôi mình đổi chiếc xe mới cho rồi, chứ mình cứ xài chiếc xe đó hoài làm gì. Nên khi mình qua sống, mình tái sinh vào một cái kiếp sống mới thì nó là mình được học lại bài học mới. Và mình đổi thành một cái thân mới để mà học bài học mới. Thế đó. Thầy nói đừng có gì sợ hãi. Tại mình sợ hãi, đâm ra mình, cái chính cái sự sợ hãi đó làm cho mình căng thẳng, đau khổ. Chứ còn mình đừng có sợ hãi. Chết thì chết thôi chứ. Nên Đức Phật á, có một cái cách, có một cách mà không sợ chết á, là tập chết. Tập chết. Thí dụ như là mình nằm duỗi ra như là một cái xác chết á. Và mình nghĩ rằng là nếu như bây giờ mình chết thì sao? Thì mình nói như vậy để cho mình, để mình nhiều khi mình kiểm tra lại coi thử là mình chết mình có luyến tiếc cái này cái kia gì không, mình có sợ hãi lo lắng gì không. Cho nên là lâu lâu mình, mỗi ngày mình nên tập chết 2-3 lần, nằm chết. Có mà thầy nói thật, chính thầy là cái người mà tập chết cho nên nó bây giờ cũng sợ chết. Nhờ lúc nào nghĩ sợ chết mà thầy còn tập chết dữ dội nữa. Lên máy bay là nói chuyện này thế nào máy bay cũng rớt. Mà nếu máy bay rớt mà mình cũng sợ, mình nghĩ máy bay rớt mà mình cũng sợ thì là được. Tức là lúc nào mình cũng nghĩ là mình có thể chết được hết trơn, thì lúc đó mình sẽ không sợ chết. Còn á, nó có một cái thế này, mình càng chuẩn bị để không sợ chết á, thì càng sợ chết hơn. Tức là mình đối diện với cái chết á, mình cứ sẵn sàng đối diện với chết á, thì mình sẽ không sợ chết. Nhưng mà nếu mình mà cố mà tìm cách nào đó để tôi chết, đừng có sợ đó, thì lúc đó chính là mình đang sợ rồi. Phải không?
chính là lúc đó mình đang sợ mình mới làm vậy chứ. Chứ còn nếu mà bây giờ mình hiểu ra là mình không sợ nữa thì khi nào chết chết chứ đâu có sao. Nhưng mà tại vì mình sợ chết, mình mới là tìm cách chuẩn bị để mà chết cho an toàn. Nhưng mà cái chết là mình không biết được. Cái chết an toàn hay không an toàn là chuyện đó là cái sự vận hành của Pháp. Không phải là ước muốn của mình, mà đó là sự vận hành của Pháp. Cho nên đó, tốt nhất là khi nào chết thì chết. Ngày nào mình nghĩ là mình sẽ chết là được. Thì ở trong cái hành thiền Vipassana đó, thiền tứ niệm xứ đó, thì có bốn cái cách hỗ trợ cho cái việc hành Vipassana. Bởi vì nhiều khi nhiều người hành Vipassana nhưng mà nó không không được đúng đắn do nhiều lý do. Lý do thứ nhất là cái người mà cái tâm mà cứ vọng động hoài, cái tâm mà cứ lo lắng sợ hãi hay là vọng động gì đó, thì để cho nó bớt vọng động có thể là niệm Phật để cho tâm nó bớt vọng động đi. Bởi vì khi đó cái người đó có cái niềm tin ở nơi Phật, cho nên là niệm Phật để tâm nó bớt vọng động. Cho nên là mình có thể cũng đối diện với những cái trường đời mà mình niệm Phật, cho nên tâm nó không có lo lắng sợ hãi. Cứ tập dần như vậy. Nhưng mà khi mà cái tâm mình mà nó yên ổn rồi á, thì lúc đó mình vẫn phải là phải thấy rõ cái bản chất thật của thân thọ tâm pháp thì mới được. Bởi vì cái mục đích, tất cả cái mục đích của giác ngộ giải thoát là phải thấy được bản chất thật của pháp hay là của chính mình, chứ không phải là để mà mình đạt được cái trạng thái này hay trạng thái khác, cảnh giới này hay cảnh giới khác, mà là phải thấy được cái sự thật hay là thấy được cái nguyên lý vận hành của đời sống. Rồi cái thứ hai là cái người mà tham ái quá nhiều á, tham ăn, tham dục, tham này kia, tham cái tâm tham nó quá nhiều á, thì phải hỗ trợ thêm bằng cái quán về bất tịnh. Quán bất tịnh là quán về cái mặt nguy hiểm của cái mà mình ưa thích. Thí dụ như mình thích hoa thì mình phải thấy rằng là dị ứng hoa là rất nguy hiểm. Thí dụ vậy. Mình thích món ăn, phải nói là món ăn á, ăn là để sống thôi, chứ còn ăn cũng rất là nguy hiểm. Những món ăn mà mình ăn vô mà nó trật đi cái cơ thể của mình á, thì nó làm loạn hết cái cơ thể của mình hết. Ví dụ như cơ thể của mình âm hàn rồi mà mình lại thích ăn những cái món mát mát vô nữa thì nó âm hàn quá nhiều đi thì cũng được. Đó, đại khái vậy. Cho nên đó, là mình vẫn thấy ra được cái mặt nguy hại của cái món ăn. Cái thân thể của người cũng vậy. Nhiều khi mình thích cái vẻ đẹp nhưng mà mình lại phải thấy được cái mặt bất tịnh của nó. Mình chăm sóc cái thân của mình cho thật ra là mình, nếu mình nhìn về mình nhìn lại cái cơ thể của mình ấy, thì là bên trong cũng rất là nhiều cái dơ bẩn. Mình thấy được cái sự dơ bẩn của mình thì mình cũng thấy được cái dơ bẩn của người khác, để cho mình đừng có quá bị cái ám ảnh của cái ảo tưởng về cái vẻ cái đẹp. Hay là tâm mình mà sân nhiều quá đó, sân nhiều quá đó thì mình tập thêm về tâm từ, tức là mình hướng cái tâm mình về tâm từ nhiều nhiều hơn để cho quân bình lại.
đại khái vậy. Tức là khi mà cái người nào mà có cái tính mà nó có cái tính gì đó thì mình tạm thời sử dụng một cái pháp đối trị. Nhưng mà khi khi đối trị được yên yên tương đối là tốt rồi đó, thì mình trở lại là phải quan sát để thấy ra sự thật. Tại vì lúc đó tâm mình vọng động quá cho nên nó không dám thấy sự thật. Thì khi mà mình đã thấy được cái bản chất của pháp đó, thì lúc đó mình bắt đầu là mình phải trở về lại với thân thọ tâm pháp để mà thấy ra cái sự thật thì mới giác ngộ giải thoát được thôi. Nếu không thấy ra sự thật là không cách nào mà giác ngộ giải thoát được hết đó. Tâm yên chưa chắc là giải thoát. Vì tâm yên nó chỉ có sinh lên được cái cõi trời dục sắc giới vô sắc giới thôi. Chứ chưa phải là giác ngộ giải thoát được. Đừng có mong là chết trong điều kiện tốt. Và đừng có chuẩn bị quá nhiều cho cái chết. Mà cứ để tự nhiên. Bây giờ mình cứ lo cái hiện tại thôi. Mình cứ trở về với cái hiện tại là mình, nếu mà mình an ổn được trong hiện tại, trong đi đứng nằm ngồi, trong tất cả mọi hoạt động của đời sống, trong tất cả mọi tình huống thuận hay nghịch của đời sống, mà mình vẫn đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, tâm mình vẫn là tĩnh lặng trong sáng, thì mình cũng sợ gì đến cái lúc chết. Để lúc chết mình cũng sẽ tĩnh lặng trong sáng thôi. Khi chết đó, thì có những hiện tượng nó sẽ đến, và những hiện tượng đó là nó có liên hệ đến cái nghiệp quá khứ của mình. Những hiện tượng đó liên hệ đến nghiệp quá khứ của mình. Cho nên có khi đó, trong quá khứ mình làm cái điều gì đó mà nó gây ấn tượng mạnh đó, thì có thể là khi chết đó, cái ấn tượng đó nó sẽ hiện ra. Thì cái đó gọi là cái nghiệp tướng, hay là cái cảnh giới tướng nó hiện ra. Nhưng mà nó hiện ra đó là hiện ra tương ứng với cái nghiệp quá khứ của mình. Còn cái hiện tại đó, đó là cái thái độ tâm của mình đối với cái cần tử nghiệp đó. Quan trọng là cái thái độ tâm mình đó. Nếu mà thái độ tâm của mình mà đã chánh niệm tỉnh giác, từ lâu mình đã tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cho nên mình đã thấy rõ được các cái nghiệp của mình, đối diện thẳng được với cái nghiệp của mình, nghiệp xấu nghiệp tốt gì mình cũng đã đối diện thẳng và mình đã giải quyết được, tức là mình đã thông suốt được. Thì bây giờ cái nghiệp đó mà nó có hiện lại đó, thì mình cũng không có sợ hãi, mình không có lo lắng sợ hãi, mà tâm mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình tâm mình vẫn lặng lẽ trong sáng, thì không có gì để mà phải sợ đối với cái chết. Nên đừng có lo lắng đến một cái chết ở tương lai, mà là phải thấy ra, một là tập chết trong hiện tại, mà hai là đối diện với cái đời sống thực của hiện tại. Câu hỏi thứ hai là xin thầy giải thích hai câu hỏi dùng con. Một là Phật tánh là gì? Phật tánh thực ra là cái tánh biết ở trong tất cả chúng sanh. Cho nên nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh đó là cái tánh biết chứ không phải là cái gì khác. Cái tánh biết nó vốn là rất trong sáng. Mà cái tánh biết nó rất kỳ diệu, nó ở khắp
không phải là trong chúng sanh mà hữu tình rồi, mà trong chúng sanh vô tình nó có tánh biết nữa. bởi vì là tánh biết ở khắp mọi nơi mà. À, cho nên trong cái chúng sanh mà vô tình, ví dụ như là cái cây. Cái cây nó cũng nó có cái biết một cách kỳ diệu của nó. Chứ không phải là nó không biết. Nhưng mà nó không có thể là nó không có lý trí để mà lý luận đối như mình, nhưng mà là nó biết cũng chính xác hơn mình. Thí dụ như mình lý luận quá trời nhưng mà không biết lúc nào trời mưa. Cho cái cây nó biết lúc nào trời mưa, lúc nào trời nắng. Hồi mà thầy ở trên núi đó, thì mấy người họ đi làm trên núi đó, là họ đi về họ nói là sắp bão rồi thầy ơi. Nói sao anh biết? Bởi vì cái cây trên đó, cái loài cây đó nó nở bông. Cái cây đó nó ra bông là có bão. Cái cây đó nó có thể báo hiệu được cái sắp có bão. À, rồi có khi ấy, thì mấy người đó họ nói là sắp lụt. Sắp lụt lớn đó, là vì cái cây gì đó nó mọc sao đó thì là có lụt lớn. Hoặc là kiến, con kiến trời mưa là nó biết trước, nó lo nó đi kiếm chỗ, nó di tản liền đó. Thành nó nhiều khi á, cái tánh biết đó, nó ở khắp mọi nơi. Cái tánh biết đó hay là tánh giác thì cái cơ bản của cái tánh biết, tánh giác đó đó là rất trong sáng. Nhưng mà có một cái điều là nó phải có trải nghiệm, nó phải trải nghiệm rất nhiều. Trải nghiệm qua đời sống rồi đó, thì cái tánh biết đó nó mới phát huy ra. Cái tánh biết nó cũng giống như cái hạt, một cái hạt giống đó. Trong cái hạt giống đó, ví dụ như hạt giống của cây xoài thì nó đã bao hàm tất cả cái cây xoài ở trong đó rồi. Bởi vì khi mình gieo ra đó, xeo cái hạt xoài nó ra đó, thì nó sẽ lên rồi cũng ra đúng cây xoài. Chứ không thể nào mà nó ra tầm 7 nữa tiền nó ra cái ổi, xong rồi nó ra thêm mấy năm nữa ra cái cam. Nó không thể nào như vậy được. Mà nó đã bao hàm trong cái hạt giống của nó rồi. À, cho nên đó, là cái tánh biết nó cũng vậy. Nó rất là trong sáng, nhưng mà nó phải trải nghiệm qua cái này, trải nghiệm qua cái kia. Giống như là cái cây đó, cái hạt giống đó, nó phải có phải nằm dưới đất, rồi có độ ẩm, rồi có nhiệt độ, có phân bón, có cái này cái kia gì đó. Nó mới đủ cái dưỡng chất, đủ mọi cái yếu tố rồi đó, là nó sẽ phát triển lên. Thì cái tánh giác của mình cũng vậy. Mặc dù đó, mọi người đều có Phật tánh, nhưng mà không phải là ai cũng thành Phật ngay được liền. Không phải là mình thấy có người nói là đốn ngộ, tức là mình miễn là mình thấy được Phật tánh của mình cái là mình giác ngộ rồi. Thấy Phật tánh thì cũng được, nhưng mà thấy Phật tánh rồi đó, nó cũng phải trải nghiệm qua rất là nhiều đời sống thì cái Phật tánh đó mới là phát huy lên được đó. Nó phát huy lên thì cũng như là cái hạt xoài đó, nó phải có cái thời gian, có cái không gian, có những cái duyên để nó phát triển, để trở thành một cái xoài hoàn hảo được. Thành đó, tạm thời nói là thành Phật là giống như là trở thành một cái xoài hoàn hảo, còn Phật tánh là cũng giống như cái hạt xoài. Thế thì trong hạt xoài là nó đã bao hàm cái xoài trong đó rồi. Trong đó nó hoàn hảo trong đó rồi. Nhưng mà nó phải trải qua, có cái trải nghiệm của cuộc sống. Thì mình phải hiểu như vậy để nhiều người là muốn mau giải thoát là sai. Nói con thấy cuộc đời này khổ quá cho nên con muốn giải thoát trong kiếp nể cho rồi. Giải thoát như vậy là cũng giống như mình trốn học đó. Mình đi học rồi đó, con học khổ quá thôi cho con ở nhà đó, mẹ con đừng đi học nữa. Thật ra là nó phải có trải nghiệm. Trải nghiệm qua mưa, qua nắng, qua ngày, qua đêm, qua gì đủ thứ. Rồi đó, nó mới lớn lên. Cho nên đó, cái Phật tánh chính là cái tánh biết, cái tánh giác mà đã có sẵn trong mỗi người.
Một đứa con nít nó cũng biết, một người lớn cũng biết, ai cũng biết được hết á. Ai có cái tâm là đều biết được cả. Nhưng mà cái tâm này á, như mà sáng thầy nói là cái tâm này là không phải là chỉ có mình có, còn người kia không có, mà cái tâm này nó bao trùm cả vũ trụ. Nhưng mà nó thể hiện ra ở nơi mỗi người, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của mỗi người đó, thì nó biểu hiện mỗi khác thôi. Cũng giống như là cũng là đất nước lửa gió hư không, nhưng mà nó ra cái ổi thì khác, mà ra cái xoài thì khác. Là nó nhưng mà trong đó đó, nếu mà tính ra cái nguyên tố của đó đó, thì nó cũng chỉ đất nước lửa gió mà thôi. Phật tánh là pháp cũng được, mà Phật tánh á, thì lúc Phật tánh á, Phật tánh là bao hàm luôn cả tất cả pháp. Bởi vì á, tất cả pháp đều phải là phải có Phật tánh mới thấy được. Còn nếu không có Phật tánh á, thì cũng không biết pháp là cái gì. Bây giờ có pháp cũng ai biết pháp là cái gì. Tức là mình phải có tánh giác thì lúc đó mình mới biết được cái này cái kia cái gì đó. Cho nên là có thể nói cái Phật tánh là bao trùm hết tất cả pháp và nhận biết tất cả pháp. Làm cách nào để thấy hoặc tìm được Phật tánh? Đó là câu thứ hai. Làm thế nào mà để thấy được Phật tánh thì đó có phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, phải thường quan sát lại thân thọ tâm pháp, thì là thật ra chính cái quan sát đó cũng là Phật tánh. Bởi vì mình nói là cái tâm mình đó, nó gồm có tánh biết và tướng biết. Thật ra tánh biết, tướng biết gì cũng đều là Phật tánh hết á. Đều là Phật tánh hết á. Nhưng mà tại vì á, do cái khi mà mình có những cái mà lúc mình chưa biết á, khi mình chưa biết á, cho nên mình mới là bị cái vô minh ái dục chi phối. Nhưng thực ra cái vô minh ái dục nó cũng rất là kỳ lạ. Tại vì chính cái vô minh ái dục này đó, nó mới là dẫn dắt người ta đi khám phá trải nghiệm. Chứ nếu mà không có cái vô minh ái dục đó, thì người ta bây giờ người ta có một cái Phật tánh. Người ta có một Phật tánh, nhưng mà cái Phật tánh đó nếu mà cứ để vậy thôi đó, thì chắc ai nó cứ thanh tịnh đồng sang vậy thôi, cho nó không có làm gì hết. Nhưng mà vì nhờ cái vô minh ái dục nó cứ dẫn dắt đi khám phá, cho nên á, cái vô minh ái dục nó lại là một cái nhiệm vụ bí ẩn. Một cái nhiệm vụ bí ẩn là dẫn dắt chính cái tánh biết đó đi khám phá được tất cả mọi thứ. Cho nên trong cái con người mình á, là lẽ ra là tánh biết, tướng biết là rất là hoàn hảo. Nhưng mà nó hoàn hảo rồi ấy, thì nó chẳng cần phải thêm bớt gì nữa cả. Nhưng mà nó nhờ có cái vô minh ái dục, không biết là cứ muốn đi tìm kiếm, đi khám phá, và tìm kiếm khám phá đó, cho nên cái cuối cùng ấy, là từ một cái tánh biết là cái căn bản trí hay là vô sư trí. Nhưng mà rồi chính nhờ cái tướng biết phát xuất ra bên ngoài. Nhưng mà nếu mà mình mà ngay từ đầu mà mình trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe đó, thì cũng không phải là giác ngộ liền, mà là chính là có cái dẫn dắt của cái vô minh ái dục đó, nó mới đưa đi tìm, đi khám phá rồi lung tung, nó mới sinh, mới thấy ra nhân quả, thấy ra khổ đau thế này cái kia gì đủ thứ, mới luân hồi bao nhiêu kiếp.
Ừ. Mình ngồi bao nhiêu kiếp rồi đó mới học ra được rất nhiều bài học. Thì khi mà học ra được rất nhiều bài học về 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 cái bản chất thực của đời sống đó, thì lúc đó mới là đạt được cái hậu đắc trí. Thì khi nào mà cái căn bản trí hay là cái vô sư trí với là cái hậu đắc trí đó, đó mà nó hợp thành một thì lúc đó đó mới là thành Phật. Cho nếu mà mình mới có căn bản trí cái vô sư trí không thôi mà chưa có cái hậu đắc trí thì vẫn chưa thành Phật. Cho nên cái trải nghiệm qua cái cuộc sống đó, vô lượng kiếp trải nghiệm qua cuộc sống đó, thì vẫn là một cái một cái hành trình tất yếu để mà khám phá, để thấy ra sự thật. Cho nên đó là một bí ẩn. Giống như bên đạo Thiên Chúa đó, thì Chúa sinh ra Adam, sinh ra Eva, sinh ra Adam thì trong cái vườn địa đàng nó rất là hoàn hảo. Sinh ra Adam cũng hoàn hảo, với một linh hồn mà Chúa ban cho rất là hoàn hảo. Cho nên nó hoàn hảo rồi, ăn rồi nằm ngủ không. Bởi vì đâu hoàn hảo rồi đâu cần làm gì nữa. Cho nên ăn rồi làm ngủ không. Chúa mới thấy vậy, Chúa mới nói, ủa, ngày mình phải sinh ra thêm một đứa nữa để cho nó, mai ra nó có hai đứa thì nó tương tác với nhau, nó mới có hoạt động nhé. Nên là sinh thêm Eva. Nhưng mà sinh thêm Eva rồi Eva cũng hoàn hảo luôn, cho nên hai đứa cũng ngủ luôn. Lúc đó đó Chúa mới nói, ủa giờ té ra hoàn hảo không có cũng được. Cho nên Chúa mới phải là hiện thân thành ra một cái quỷ Satan để mà dụ dỗ cho Adam và Eva ăn trái cấm thiện ác, rồi mới biến cái địa đàng nó trở thành nó là cõi thế gian. Rồi cái cõi thế gian đó chính là lúc đó mới chính là một bắt đầu của một cái bài học từ lớp 1 cho đến khi mà học hết cái bài học của thế gian này đó, thì mới được trở về lại với Chúa. Và lúc trở về lại với Chúa mới hiểu được hết tất cả mọi cái sự sinh trụ dị diệt của cuộc đời này là thế nào, hiểu được tất cả mọi cái trên cái thế gian này là cái gì. Thì khi đó mới trở về với Chúa đó, mới là xứng đáng là con của Chúa. chứ còn bây giờ đó thì nhiều người đạo Thiên Chúa đó thì là thấy cuộc đời khổ quá cho nên là nguyện Chúa cho con về với Chúa. Chúa nói trời ơi, cái thằng này mình cho nó đi học mà nó cứ đòi về hoài. Cái thằng này cho nó đi học nó không chịu học, nó cứ về hoài. Thành ra trong đó nó có một cái bí ẩn rất là lạ. Nếu mình hiểu đạo mà mình hiểu một chiều á, thì nhiều khi á, vẫn chưa hiểu được cái chuyện vô lý. Nếu mà có người hỏi đó, nếu mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh rồi đó, thì đâu cần tu hành gì nữa. Ai hằng thành Phật rồi, ai hằng Phật hết trơn rồi thì còn tu hành làm gì? Đó. Nhưng mà tại sao lại đã là Phật tánh, tức là đã là một cái tánh giác hoàn hảo rồi, thì tại sao lại có vô minh ái dục vô đó anh chị? Tại sao Chúa đã là sinh ra cái con người một cách hoàn hảo rồi, thì tại sao lại sinh ra quỷ Satan chị? Nhưng đó là một cái bí ẩn. Đó là một bí ẩn để mà qua đó con người mới học ra được tất cả cái tánh tướng thể dụng của Pháp, mới hiểu ra Thượng Đế thực sự là gì. Thì nói tóm lại á, nếu mình hiểu đúng như vậy á, thì mình sẽ thấy rằng là không phải để mình tu tập để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia. Vì cái cuộc đời này là lập ra để mà chống mình học, chứ không phải để mình được. Cũng như mình cái lớp học đó là để giúp, để tới mình học, học xong rồi mình về thôi.
Chứ ai mà vô học rồi xin ở lại cái lớp này luôn, xin ở trong cái lớp này đẹp quá, ở lại đây luôn thì sao được. Nó chỉ là cái lớp học, mình học xong rồi mình học qua cái khác, cái thôi. Cho nên không nên là trụ vào đâu. Ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Không nên trụ vào đâu. Đừng có nên trụ vào đâu hết trơn. Mà phải là trọn vẹn từng giây phút để học ra bài học của Pháp. À, hay là để mà hiểu ra được của ý của trời, của Thượng Đế. À. Còn ai hỏi gì nữa không? Dạ vâng. Dạ. Kính thưa Thầy. Trong Đạo Phật đó, thì quy y Tam Bảo đó là một cái điểm son của Đạo Phật. Mà bất cứ tông phái nào đó, dù là Bắc Tông, Nam Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hay Mật Tông, đều phải lấy quy y Tam Bảo là chính, là điểm son của Đạo Phật và chung cho tất cả các tông phái. Và quy y Tam Bảo đó có nhiều người hiểu lầm là làm một cái lễ một lần thôi, rồi sau đó đó lấy một cái tên đạo và như vậy là đủ rồi. Dạ, mà không hiểu rằng quy y Tam Bảo là việc làm hàng ngày của mỗi hành giả. Xin Thầy chỉ dẫn thêm cho rõ cái điểm này. Dạ, cảm ơn Thầy. Vâng, ở trong một bài kinh đó, thì Đức Phật Ngài có nói như thế này. Có tám pháp đưa đến giác ngộ giải thoát. Đó là tam quy và ngũ giới. Thế mình tưởng là mình phải tu rồi cái gì dữ dội thế mới là phải rèn luyện, phải dữ dội lắm đó, thế mới đến giác ngộ giải thoát ấy. Mà Đức Phật Ngài nói là có tám pháp, đó là tam quy và ngũ giới. Thế nếu mà mình đi tới quy y cái chùa nào đó xong rồi mình có tam quy ngũ giới rồi là mình chỉ có ngồi đó để chờ giải thoát giác ngộ không thôi ấy, thì đâu có được. Chờ Phật đó là bây giờ con quy y rồi, là giờ giao Phật đó. Giờ khi nào Ngài đưa con tới giác ngộ giải thoát thì như vậy đâu được. Mà quy y Phật á, theo bên Nam Tông á, thì quy y Tam Bảo á, là không phải là quy y Phật nào hết á, mà quy y đức tính của chư Phật, nương theo đức tính của chư Phật. Và đức tính của chư Phật á, là sáng suốt. Đức Phật có nghĩa là hoàn toàn sáng suốt, giống như là nói Phật A Di Đà, sao gọi A Di Đà, A Di Đà tức là hoàn toàn sáng suốt chẳng hạn. À, hay là Phật Nhật Như Lai gì đó là cũng đều là, ý là nói là hoàn toàn sáng suốt. Thì á, cái chữ Phật á, có nghĩa là hoàn toàn sáng suốt. Phật có nhiều đức tính nhưng mà tất cả các cái đức tính khác á, đều dựa trên cái đức tính là hoàn toàn sáng suốt mà ra. Ví dụ như hoàn toàn sáng suốt thì mới là lô cạ vi đu, tức là mới là thông suốt tam giới. Đó. Cũng nhờ cái sáng suốt thì mới minh hành túc, nhờ sáng suốt thì mới là thế gian giải, à quên, là điều ngự trường phú, hay là thiên nhân sư. Đó. Thì cái chữ Phật á, thật ra chữ Phật á, là Buddha, Buddha là cái động từ rồi Buddhati, Buddhati có nghĩa là thông suốt. À, thấy biết rõ ràng, thông suốt, đó là bút sát ý. Thì như vậy á, là Phật á, là đức tính của Phật là sáng suốt.
Còn như hồi sáng giờ là mình nói cái đức tính của Pháp là tịch tình. Tịch tình vắng lặng. Và đức tính của Tăng là trong lành hay là thanh tịnh. À, trong tiếng Pali đó thì gọi là Sankho Visuddho, tức là Tăng là thanh tịnh. À, còn còn Pháp đó là Santikaro Panito. À, Santikaro tức là làm cho tịch tịnh. Santi là tịch tịnh, Santikaro là làm cho tịch tịnh. Panito là vi diệu. Đó là Pháp. Còn Phật á là Buddho, Buddho hay là Samma Sambuddho, tức là hoàn toàn sáng suốt. Thế thì á, bây giờ á, quy y Phật có nghĩa là thế này. Bên mình nói mình quy y, chứ bây giờ hỏi một người đó là bây giờ anh lấy cái gì anh quy y? Anh nói anh quy y rồi là anh lấy cái lạy mấy lạy rồi anh quy y, hay là cái gì quy y, hay là cái tên đó, bỏ cái tên lên cái bằng quy y đó là rồi đặt cái pháp danh đó là cái đó là quy y, hay là cái gì quy y mới được? Cái gì quy y mới được nhé? Thì quy y ở đây đó là thân khẩu ý quy y. Vì cái hoạt động của con người mình đó là hoạt động của thân khẩu và ý. Thì bây giờ đâu phải là cái tên mình quy y, mà là cái thân, cái khẩu, cái ý này quy y, chứ không phải là cái tên. Thì cái thân khẩu ý ở đây không phải là cái thân, là cái xác thân này, mà thân là hành động, khẩu là nói năng, và ý là cái tâm niệm của mình. Đó. Vậy thì bây giờ thế này, thân hành động sáng suốt là quy y Phật, thân hành động một cách định tĩnh là quy y Pháp, thân hành động một cách trong lành là quy y Tăng. Đó là thân quy y Tăng, là thân phải hành động sáng suốt định tĩnh trong lành là thân quy y Tam Bảo. Khẩu là lời nói sáng suốt, đó là quy y Phật. Lời nói định tĩnh là quy y Pháp, lời nói trong lành là quy y Tăng. Cho nên mình phải nói năng sao cho định tĩnh sáng suốt trong lành. Thì đó là khẩu quy y Tam Bảo. Và ý quy y Tam Bảo, ý cũng vậy. Ý là mình tâm niệm phải là sáng suốt, tâm niệm phải là bình tĩnh, tâm niệm phải trong lành. Thì lúc đó nó mới trở về được với cái tính sáng suốt, tính tịch tịnh và tính thanh tịnh của Phật Pháp Tăng. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói Phật Pháp Tăng là không phải là nói cái tướng bên ngoài này. Bởi vì như hôm qua hôm kia gì thầy có nói đó, có một cái người vị tỳ kheo mà vô tu theo Đức Phật thì cứ ngồi cứ ngắm Đức Phật hoài. Thì Đức Phật Ngài thấy rằng cái ông này ông tưởng Phật là cái thân này. Cho nên nói ông sai rồi. Đức Phật Ngài mới kêu ông Phật mới nói bây giờ ông mà có đi theo Như Lai từng cái bước chân của Như Lai, hay là ông cứ nắm cái chéo áo của Như Lai mà đi theo Như Lai suốt đời như vậy đó, cũng không thể gặp Như Lai. Đó. Nhưng mà nếu mà ông sống sáng suốt định tịnh trong lành, tức là sống sáng suốt định tịnh trong lành, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức đó, thì khi mà ông sống như vậy đó, tức là ông mới là thấy được Như Lai. Tức là sống thuần pháp, thì lúc đó ông mới thấy được Như Lai. Ông thấy pháp tức là thấy Như Lai. Chứ còn không phải là quy y Như Lai là cứ đi theo Như Lai từng bước mà không phải như vậy. Mà là mình phải phát huy được cái tính, cái tam bảo đó ở trong mình, phát huy được cái sự sáng suốt, cái sự định tĩnh ở trong mình, trong lành ở trong mình. Mà bây giờ Đức Phật Ngài nói là một vị tu đạo hoàng
tức là một vị đã hoàn toàn tịnh tín nơi Tam Bảo, tức là một người hoàn toàn đã là nương tựa nơi sự sáng suốt định tịnh trong lành, chứ không còn không còn là nương tựa vào cái bản ngã tham sân si nữa, mà là nương tựa ở sự sáng suốt định tịnh trong lành. Cái sáng suốt định tịnh trong lành đó chính là cái Phật tánh ở trong mỗi người. Sáng suốt định tịnh trong lành cũng chính là giới định tuệ, cũng chính là Tam Bảo ở trong mình. Cho nên đó, là phát huy chính cái giới định tuệ đó, phát huy chính cái yếu tố Tam Bảo đó ở trong mỗi người, thì đến chỗ hoàn hảo, tức là giác ngộ giải thoát. Đồng thời đó, là năm cái giới đó là để giúp cho mình bảo vệ được cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành này. Nhờ những cái giới không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu này đó đó, thì những cái đó đó để, bởi vì nếu mà mình mà chạy theo những cái đó đó thì mình không còn sáng suốt định tĩnh trong lành được nữa. Thí dụ như mình uống rượu vô đó thì mình là say sưa rồi ấy, mình nói lung tung cho mình chẳng biết gì nữa, thì lúc đó là nó mất cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành đi. Vì vậy cho nên đó, không sắc sanh, không trộm cắp đó, để cho cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành nó được phát huy một cách hoàn hảo. Thì tám yếu tố đó là tám yếu tố đưa đến bậc thánh, hay là tám yếu tố đưa đến giác ngộ giải thoát. Nên thực ra đó, mình cứ nghĩ rằng là mình phải hành cái pháp này và pháp kia, mà cái pháp này pháp kia đó là cái đó là thật ra là phụ thêm vô thôi. Phụ thêm vô, bởi vì cái người đó đó, giả sử như cái người đó họ quy y Tam Bảo nhưng mà họ vẫn chưa có thể sáng suốt định tịnh trong lần được, thì Đức Phật Ngài mới nói thôi bây giờ ông niệm Phật đi, hay là ông phải giữ giới đi, ông phải thế này thế kia gì đó, là cái đó là tùy người mà Đức Phật Ngài nói thôi. Chứ còn đó, cái chính yếu đó, vẫn là cái quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo mà hiểu đúng nghĩa đó thì cũng chính là đang hành thiền. Hành thiền Vipassana là tính là quy y Tam Bảo. Thí dụ như thế này ha. Bây giờ mình ra ngoài đường mình gặp một cái chuyện gì đó, và cái tâm mình nó chạy theo cái chuyện đó, tức là mình đã bị phóng dật, thất niệm và không còn tỉnh giác. Thì bây giờ mình phải quy y Tam Bảo trở lại bằng cách đó là trở về trọn vẹn tỉnh thức, tức là trở về với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành ở trong nơi mình. Thì như vậy tức là cái hành động chính là quy y Tam Bảo, mà hành động đó cũng chính là thiền luôn. Thành ra quy y Tam Bảo thôi, nếu mình chỉ hiểu đúng quy y Tam Bảo thôi là mình đang tu thiền đó. Mình đang tu tất cả pháp môn gì mà tu hành đó là đều nằm ở đó hết đó. Pháp môn tu hành gì cuối cùng cũng là đưa đến cái chỗ mà quy y Tam Bảo đó hết, chứ không phải là cái gì khác. Thì cũng có lần thầy đi giảng ở bên Úc, thầy cũng hỏi các Phật tử, bởi vì thầy tới một cái chùa, mà cái chùa đó là Phật tử đến là nhiều tông phái, cho nên thầy cũng biết là giảng cái gì để cho nó phù hợp với các Phật tử. Thì thầy mới nói, mới hỏi, mới đố các Phật tử là bây giờ mình là có Phật giáo, mình có rất nhiều tông phái, nhưng mà cái gì là cái chung? Đó. Thì cuối cùng là mọi người đồng ý là quy y Tam Bảo là chung. Chứ có ai mà cái tông phái nào mà không quy y Tam Bảo đâu. Nhưng bây giờ mình hiểu cái quy y Tam Bảo lại mà cho thật đúng đắn luôn á, thì lúc đó là nó hoàn toàn giống nhau. Chứ còn nếu mà quy y Tam Bảo mà nguyên thủy thì quy y Đức Phật Thích Ca, rồi Tịnh Độ thì quy y Đức A Di Đà, rồi Mật Tông thì quy y Đức Phật Nhật Như Lai gì đó, thì lúc đó nó là chia rẽ ra thành quy y nhiều Phật quá, thành Phật tử thành chia rẽ làm sao. Thế còn nếu mà mọi người đều trở về với cái Phật tánh mà thanh tịnh trong sáng đó đó, thì thực ra Đức Phật cũng là cái người trở về với thực về Phật tánh của Ngài, Phật tánh ở nơi Ngài, thì mình cũng trở về với cái Phật tánh ở nơi mình. Thì không phải là ở nơi mình là của mình, mà không phải ở nơi Ngài là của Ngài, mà Phật tánh là chung. Phật tánh là chung, cho nên Phật tánh là bao trùm hết
muôn loài vạn vật. Đó. Thì mình trở về với cái vật tánh chung đó, đó thì cũng có, lúc đó không còn phân biệt là tôi với anh với gì nữa. Đó. Thành ra cái quý y tam bảo vẫn là cái mà rốt ráo nhất trong trong việc tu tập. Dạ bạch ngài, sau mấy ngày được có ngày, dạ. Sau mấy ngày thầy dạy đó, về cái tính thấy và cái tưởng thấy thì con có áp dụng được, và khi con ngồi thiền đó, thì khi mà có âm thanh đó, đó là cái tính mà con không trói tưởng vô thì là nó không có làm con bị con gì sao lãng gì hết, thì khi mà ngồi thì con áp dụng được. Nhưng mà khi đi á, thì cái tính thấy của con á, nó hình như nó lơ mơ, thấy nhiều thứ quá. Mà nếu mà mình có như cho cái tưởng đó, nếu mà bây giờ cái đó là cái tính, còn nếu mà mình dùng cái tưởng á, thì mình coi như là không nghĩ cái đó. Thì con nghĩ là con tưởng á, cho mình đi như là những bước chân không hồn. Á. Thành ra con bị vấp, khi mà đi á, thì là con đừng còn hoang mang cái đó. Thành ra kính xin ngài coi như là chỉ dẫn thêm cho con. Thực ra đó thì cái tánh biết, cái tánh biết thì nó có thể là qua cái thấy, qua cái nghe, qua cái xúc chạm, qua cái biết của ý thức. Nhưng mà bởi vì là do mình khi mình thấy hoặc mình nghe thì thường khi mình nhìn thấy mình nghe bên ngoài mà nó nhiều quá đó, đâm ra mình tâm mình nó không yên được. Nhưng mà cái tâm mà không yên được đó là bởi vì mình thấy, mình nghe, mình biết bằng cái tướng biết. Bằng cái tướng biết chứ không phải là tánh biết. Còn nếu tánh biết á, thì thấy nghe gì đến thì cũng giống nhau thôi. Và nó không quan trọng cái đối tượng đó. Còn khi mà trong tướng biết á, thì mình nhìn á, là mình phải biết đó là hoa cúc, đó là hoa gì, đó là người đàn ông hay là đàn bà, đó là cái nhà hay là cái núi. Thì do mình thấy nghe như vậy, hoặc là khi mình nghe thì mình nghe đây là tiếng chim gì hay là tiếng xe gì, thì tại vì mình cứ bị rơi vào cái tướng, cái đối tượng của cái thấy cái nghe, cho nên đó là mình mới là bị phóng tâm bên ngoài. Chứ còn nếu mà tánh biết đó, thì chị biết thôi, chị nghe, chị thấy vậy thôi. Mà bởi vì do khi mình thường mình biết là phải biết cái gì, cho nên bây giờ mình thấy mình chỉ biết thôi, đâm ra mình hơi giống như là hụt hẫng, giống như cái tâm nó sao mà nó giống như không biết gì hết. nhưng mà nói như Lão Tử là tri bất tri thường. Thật ra là cái biết mà không biết, cái biết đó mới là cái biết cao nhất. Chứ còn cái biết mà mình phân biệt cái này, cái kia, cái nọ, này kia đó là cái phân biệt, cái biết đó là cái biết tục đế. Thì cái ý thức nó thường là biết theo cái biết tục đế. Mà bây giờ cái biết tục đế nó tạm thời mà nó ngưng đi một cái thì mình giống như mình bị hụt hẫng. Mình thấy sao giống như mình mơ mộng màng vậy. Nhưng mà thật ra đó, cái mơ mộng màng đó mới là tánh biết. Tức là nó biết hết chứ không phải không biết, nhưng mà lại là nó không cần biết là cái gì. Nó không cần biết là cái gì. Còn á, cái khi mà cái ý thức á, thì luôn luôn là nó phải biết là cái đó là cái gì mới được. Bây giờ mình nhìn một cái hoa mà hoàn toàn mới mình chưa biết, thì mình cũng hỏi người này người kia thôi, cái hoa gì. Nó, luôn luôn là mình muốn biết nó là cái gì. Thành ra cũng người mình luôn là
có một cái tiến trình gọi là tiến trình tâm, gọi là tiến trình tâm khái niệm hóa. Thì mình làm sao mà mình có thể nhìn trực tiếp mọi sự mọi vật mà chị thấy, chị nghe, chị xúc chạm, chị biết vậy thôi, chứ không có bị cái khái niệm nó xen vào. Tức là mình nhìn nhưng mình không còn biết đó là cái hoa cúc nữa, không biết đó là hoa cẩm chướng, hoa hồng gì nữa, mà là mình chỉ thấy nó như nó là thôi. Thí dụ như bây giờ mình đi trên con đường thì mình thấy, mình cũng thấy cái hoa, cái cây này là cao, cái kia thấp, cái nọ là màu xanh màu vàng, mình vẫn thấy hết. Nhưng mà mình không có, tâm mình vẫn là phản ánh vậy thôi, cho mình không có muốn biết là cái hoa phượng, cái hoa vàng đó là hoa phượng, cái hoa đỏ đó là cái hoa gì, không phải là mình không có cần phải là biết theo cái kiểu đó. Vì khi mình biết theo kiểu đó thì mình sẽ thấy có hai cái biết rõ ràng. Một cái biết là chỉ biết thôi, tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng. Còn một cái biết là muốn biết nó là cái gì. Đó, thành ra chính cái chỗ đó mình mới biết ra là cái gì là cái tánh biết, mà cái gì là cái tướng biết. Thì cái quan trọng là thế này. Quan trọng đó là đừng có ngồi để mà đạt được một cái trạng thái gì, mà chỉ ngồi để thấy thôi. Thấy là thấy biết, chứ không phải thấy là thấy bằng mắt. Chứ thấy ở đây nó không phải là thấy bằng mắt. Cái thấy của cái Jnana Dasana đó, thì không phải là thấy bằng mắt, mà thấy bằng cái biết của tánh biết. Mà trong thiền tông thì người ta gọi là kiến tánh. Thì cái tánh biết này là nó biết tất cả, thậm chí là nó biết một cái bằng giống như cái gì, cái bằng tức là không phải biết qua ý thức nữa, mà lúc đó nó có thể là cảm nhận, hay là nó là cảm ứng, hay là cái gì đó, hay là linh cảm linh đồ gì đó. Là nó có nhiều cái biết còn cao hơn cái biết của cái ý thức rất nhiều. À, thì mình chưa quen với cái biết một cách tự, cứ biết một cách hồn nhiên trẻ thơ. À, thì nếu mình chỉ biết với cái biết hồn nhiên trẻ thơ, còn khi mình cần thì mình vẫn biết đó là hoa cúc, hoa hồng. Nhưng mà khi mình không cần thì mình cũng phải cũng bắt dứt cái biết đó đi, để trở về với cái biết như trẻ thơ. Đó. Thì nhiều khi bởi vì do là mình cứ thường khi ngồi thì cái tâm nó dễ an tịnh. Và khi tâm an tịnh thì mình dễ, cái thấy của mình có vẻ nó sáng hơn. Còn khi mình đi ra ngoài thì mình thấy nhiều thứ quá cho nên tâm không sáng. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng là đi ra hay là đi hay ngồi hay bất kỳ chỗ nào đó thì thật ra cái tánh biết nó vẫn là soi sáng giống nhau. Nhưng mà cái đặc tính của nó đó là không phải biết như là cái biết tục đế của cái ý thức, của lý trí. Dạ, kính thưa Thầy, cái cốt lõi của Đạo Phật là vô ngã. Vì cái ngã là cái nguồn gốc của tất cả mọi vấn đề trong đời sống hàng ngày. Từ sự đau khổ, khổ não trong tâm, cũng như sự hỗn loạn, bạo động
ở ngoài đời, trên thế giới. Trong cái phần đầu đó, trong sự tu hành của Đức Phật đó, thì Ngài tu khổ hạnh, tức là không chú ý đến cái thân này. Mà nói một cách tổng quát thì cái ngã có hai phần, có thể nhiều hơn nữa, là cái thân này phải bồi dưỡng để cho nó sống một cách hoàn chỉnh. Còn một cái ngã mà nó phá mình, tức về phương diện tâm lý, thì đó là cái sự vận hành của bộ não và não bộ, tư tưởng, hình ảnh và ký ức. Thế thì mình không thể nào mà diệt được cái ngã tâm lý, mình phải nuôi dưỡng cái ngã, cái thân ngã. Tuy rằng nó, cái sự hiện diện của nó trong một thời gian trung bình 70-80-100 năm, một thời gian vô thường. Còn cái ngã về tâm lý đó thì không thể nào mà diệt được. Mình chỉ có cách để làm cho nó nằm im một chỗ. Và cái ngã tâm lý này cần thiết để mà mình học hỏi, làm khoa học, tìm hiểu để sống một cuộc đời hàng ngày về tục đế. Nhưng mà cái ngã tâm lý này thì nó lại cản trở, nó là nguyên nhân của tham sân si, cản trở trên đường tu và là nguyên nhân chính của khổ đau của nhân sinh. Trong nhà thiền đó, thì có cách là chú tâm quan sát. Khi mình chú tâm quan sát thì cái ngã nó còn đấy, nó nằm một chỗ, thì mình có thể thấy như thực thấy, tức là cái hình ảnh, ký ức không xen vào, thì cái thấy đơn thuần, cái nghe đơn thuần. Đây là phương pháp của nhà thiền. Muốn xin thầy kể thêm cho những cái trải nghiệm của thầy, và có cách nào hơn nữa để mà làm cho cái ngã này nó im một chỗ, để cho nhân loại sống với nhau được hài hòa và giảm khổ não. Dạ, thưa, kính thầy. Thực ra đó thì như hồi nãy thầy có nói đó, cái ngã nó có cái công dụng của nó. Đây dường như là một cái trò chơi á. Tạm thời mình nói là trò chơi của Pháp hay là trò chơi của Thượng Đế. Cái trò chơi này á, là cái ngã và cái tánh biết. Trò chơi giữa cái ngã và tánh biết. Cái ngã thì nó sẽ là biến hóa vô cùng. Nó sẽ là ảo hóa. Nó ẩn hiện vô cùng. Cho nên á, là để xem có thử là cái tánh biết á, nó có phát hiện ra được hay không. Thì á, là thành ra là cái bản ngã nó có cái một trò chơi, mà cái lập trình của cái trò chơi này á, nó cũng lạ. Lập trò chơi này cũng lạ, cũng giống như chơi game. Tức là nếu mà trong đó, trong cái ngã, hễ mà mình mà thấy ra được cái điểm nào rồi á, thì cái phần đó là mất đi. Cái ngã, tức là cái giả sử như cái ảo, cái ngã nó rất là ảo mà mình không lường được, nhưng mà mình thấy ra được phần nào đó thì cái phần đó là coi như nó mất đi. Vì vậy cho nên hệ cái thấy mà càng tăng á, thì cái ngã nó biến ảo vô cùng, nhưng mà thấy càng tăng á thì cái thấy nó thể phát hiện ra cái gì thì cái đó là coi như nó mất đi cái phần đó. Thành ra cái bản ngã nó sẽ từ, mình đừng sợ bản ngã mà mình chỉ cần thấy bản ngã thôi. Cũng như người ta nói là đừng thấy vọng sinh mà chỉ sợ là mình không thấy thôi. Đừng có sợ vọng sinh mà chỉ sợ là không thấy được vọng sinh. Thì mình cũng bản ngã cũng vậy, tức là mình đừng có sợ bản ngã mà chỉ sợ rằng là bản ngã xuất hiện mình không thấy thôi. Mà nếu mình thấy, cứ mỗi lần mà mình thấy cái bản ngã được
thì nó sẽ mất đi, ví dụ như nó 100 phần ấy, mà mình thấy lần là nó còn 99, thấy lần thứ hai là nó còn 98, đại khái kiểu như vậy á. Thì cái lập trình nó rất là lạ, lập trình nó giống như một trò chơi. Mẹ mà cứ thấy tới đâu á, thì cái ngã là nó đi khám phá, cái khám phá nó chưa thấy. Bản thân của bạn ngã, chứ không phải là mình thấy rồi, mình thấy là mình cái tánh biết đó, nó chỉ ngồi lặng lẽ để thấy thôi, cho nó không làm gì cả. Nhưng mà từ cái bạn ngã đó là nó đi khám phá, mà nó khám phá được cái gì á, thì bản thân nó cũng tự mất đi. Cho đến một cái lúc mà nó là khám phá ra được hết tất cả cái các pháp hết trơn á, thấy ra rõ các pháp á. Cho nên mới Đức Phật Ngài nói là có hai cái thôi. Một là nội tâm thanh tịnh, và hai là thấy rõ các pháp. Nó có hai cái thôi, gọi là hai thắng đế. Tức là hai cái chân lý mà rốt ráo nhất á, đó là chỉ cần nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Thế thì á, cái bản ngã nó làm cái vai trò là để cho thấy rõ các pháp. Nó có cái vai trò của nó nữa, nhưng mà thấy được cái nào á, thì cái bản ngã nó mất đi, mất cái phần đó. Đây là cho đến khi á, cũng giống như bây giờ mình giống như một chiếc xe. Ban đầu chiếc xe nó mới chạy qua cái thì mình chỉ thấy cái dáng thôi. Nhưng mà dần dần á, đến khi mình đi trên chiếc xe đó, hay là mình chiếc xe đó nó hư như thế nào, thì mình mở ra coi, cho đến một cái lúc mà mình là hoàn toàn là biết rõ cái chiếc xe đó. Bây giờ không còn chiếc xe đó nó làm cái gì trong chiếc xe đó, mình cũng biết rõ hết trơn. Thì khi biết rõ rồi á, thì chính cái mà vô minh ái dục đó nó cũng từ hết. Mà mình không cần phải diệt vô minh ái dục, mình cũng cần phải diệt bản ngã, mà là mình cứ thấy ra, thì thấy ra tới đâu thì nó sẽ từ diệt tới đó. Thì đó là một cái trò chơi rất là lạ. Cái trò chơi này là nếu mà mình nói về Phật pháp thì mình nói đây là trò chơi giác ngộ giải thoát. Còn mình nói về ví dụ như đạo Thiên Chúa đó, thì đó là cái trò chơi của Thượng Đế, là để cho con cái của Ngài chơi trò chơi đó. Thành ra lúc đầu á, thì mình bị cái bản ngã nó che lấp hoàn toàn, nó dẫn dắt đi. Nhưng mà đến cái lúc nào đó đó, thì cái tánh biết nó bắt đầu nó cứ sáng dần, thấy dần ra, phát hiện dần ra. Thì cái mà phát hiện ra để cuối cùng mà cái bản ngã không còn nữa đó, chính là cái mà hồi nãy Thầy nói là hầu đắc trí đó. Chứ còn á, nguyên cái tánh biết nó đã sáng rồi, nhưng mà nó phải có trải qua cái tâm nó vốn nó thanh tịnh trong sáng rồi, nhưng mà nó phải thấy ra các pháp nữa. Tức là nội tâm thanh tịnh trong sáng rồi, nhưng mà phải thấy rõ các pháp, thấy rõ tánh tướng thể dụng của các pháp, thấy rõ sinh diệt vị ngọt và sự nguy hại của các pháp. Mà khi mà thấy ra tới đâu thì cái phần ảo đó, bởi vì ảo là chưa thấy. Nhưng giờ mình thấy ra rồi thì phần ảo nó sẽ mất. Thế nó cũng không phải là cũng có gì đáng sợ, mà mình chỉ có việc là bây giờ cứ việc là thấy ra thôi. Mà cái Đức Phật Ngài đã dạy sẵn rồi, thấy là chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thấy, tức là chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức là thấy. Thì thầy thường hay kể cái câu chuyện mà nói là thầy đi, mắt thầy có một cái lúc nó bị mờ mờ. Thành ra là khi mà thầy qua bên Úc, Phật tử họ mới dẫn tới một cái chỗ để đo mắt. Thì cái anh đó, anh mới có một cái máy, anh mới đưa vô, để cho thầy đưa cái người vô rồi, đưa cái mắt vô trong cái máy đó. Rồi anh đưa cho thầy một cái bấm. Anh mới nói, bây giờ anh mình nhìn vào, rồi anh mới cho cái máy chạy. Thì cái máy chạy đó, nó giống như một cái bầu trời, mà nó chớp lên cái sao bên này, chớp lên cái sao bên kia, nó chớp lung tung hết, mình không biết
nó lập trình rất là hay, tức là nó không phải chớp đều đều đều, mình thấy dễ, mình nên chớp bên này cái, nó chớp bên kia cái, nó bỗng nhiên nó chớp chỗ này chỗ kia lung tung đó. Thì á, anh nói là hệ mà thầy thấy đâu á là bấm một cái, thấy là bấm một cái. À, thì ví dụ như cái thị lực của thầy á là 100% thì là nó xuất hiện 100 lần là thầy đều bấm được. Mà còn nếu mà thầy bấm được có 90 lần hay 80 lần, tức là còn nhiều cái mình chưa thấy ra. Thì mình tu hành nó cũng giống vậy đó, tức là có những cái mình chưa thấy ra thì mình phải thấy tiếp tục thấy thôi. Nên có người nói là sao con thấy sân rồi mà sân nó không chịu hết. Không hết thì càng tốt chứ sao, bởi vì nó không hết để mình thấy nữa. Cho nếu mà nó hết đi đó, mình chưa thấy mà nó hết đi làm sao mình thấy. À, cho nên nó là nếu nó còn thì mình thấy nữa chứ đâu có sao. Rồi còn ai hỏi gì nữa hay là hết giờ? Dạ thưa thầy, con có một cái này không phải là câu hỏi mà một cái sự chia sẻ của con, và con cũng rất mong thầy bổ túc thêm. Thật sự thì mỗi lần mà con có được cái cơ hội mà về đây để được nghe pháp của thầy, trong cái thâm tâm con có cảm giác như là cái ngọn đuốc chánh pháp nó bừng sáng lên lại. Mà khi mà thầy đi rồi đó thì đuốc nó hơi tắt lại. Thì con là cũng người Phật tử mà đi chùa rất lâu năm, mà càng ngày đến chùa thì mình thấy cái sự đau buồn của cái sự hoạt động trong một ngôi chùa, nó hoàn toàn hai thái cực, khác hẳn với một cái nhóm tu học như trong thiền đường thuận pháp như thế này. Con cảm thấy rằng ngày nay nó một cái thời này nó cũng khó. Và không biết thành ra nhiều khi con nói ra đây có thể nó cũng không phải là một cái, không biết có phải sự đụng chạm hay không, mà con cũng mong rằng đây là các Phật tử đây, con nghĩ rằng đây có cái tâm rất là tốt, tâm rất lớn, có thể là từ từ hơi xa chùa và trở về với một cái ngội cuồng nào đó, cái nguồn gốc nào đó như thế này, để cùng nhau bước theo đúng con đường của Như Lai chứ không còn đi theo con đường bên kia. Thành ra con theo thầy thì con xin thưa rằng thầy nghĩ rằng cái mục đích chánh của một ngôi chùa như thế nào mà xứng đáng một ngôi chùa, và người Phật tử đi chùa với cái thái độ như thế nào mới đúng là một người Phật tử gọi là theo bước chân của Như Lai. Và con rất mong rằng một ngày nào đó rất nhiều nhóm tu học có những người Phật tử có tâm thành như thế này, là chuyên tu và chỉ đến Phật pháp theo con đường như thế này, để mong rằng một ngày nào đó có thể cái ngọn đuốc từ từ nó sáng lên lại thêm được không ạ? Đi càng ngày con thấy gần như là ngọn đuốc chánh pháp càng ngày càng lu mờ đi. Con không dám nói như thế, nhưng sự nhận xét của con thì khi mình đến chùa mình nhìn thấy, con cũng vẫn còn đi chùa chứ không, nhưng đều cái sự đến mà thấy nhiều cái mình không có được hài lòng, nhưng mình chỉ là một phần tử nhỏ không làm được cái gì. Con thì không tu không được bao nhiêu lắm, thật sự con chỉ có mong chia sẻ những cái điều mà con mong thầy cho một cái nhìn của thầy để giúp cho Phật tử chúng con làm sao để mà gây dựng cái ngôi chùa cho nó đúng ý nghĩa của ngôi chùa. Tại ngày xưa con nghĩ ngôi chùa nó rất là đẹp, rất là an nhiên thanh tịnh, bây giờ đến mình không thấy cái sự an nhiên tự tại thanh tịnh của ngôi chùa nữa, mà nó lung tung lắm. Thành ra nhiều khi bây giờ đối với chúng con thì con cũng xin được chia sẻ, và con xin thầy tiếp hơi với con. Thì cái trăn trở đó, đó thì cũng nhiều Phật tử cũng trăn trở cái này, là hiện giờ đó là có Phật giáo mình đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì chia ra rất nhiều tông phái, rồi cái mỗi tông phái như vậy đó, lại càng chia ra những cái tông phái nhỏ nữa. Thì do đó đó, và cái nguyên do đó là bởi vì người ta không thấy được cái cốt lõi của Phật pháp, rồi cái chạy theo cái phương pháp hay là chạy theo cái sự phát triển của cái tông phái thôi, phát triển cái pháp môn thôi. Ví dụ như ai có theo pháp môn nào đó thì cứ là muốn cho nhiều người theo cái pháp môn của mình. Mà vì vậy cho nên đó là phần nhiều là phát triển hình thức, chứ không có phát triển cái nội dung.
Mà thực ra đó, những người mà thực sự hoằng pháp đó, là những người đó phải là những người mà thấy pháp thì mới hoằng pháp được. Chứ còn nếu mà chỉ trên ngôn ngữ, trên lý luận, trên tổ chức, có khi tổ chức rất là giỏi, rất là khéo. Có nhiều cái chùa là họ tổ chức là phải nói mình phải phục họ. Nhưng mà quá nặng tổ chức, không có nội dung. Cái nội dung tu tập mới là chính, chứ còn cái nội dung giác ngộ sự thật là chính. Chứ không phải là cái hình thức tổ chức. Mà nhiều khi đó do cái người, ví dụ như một cái vị lập ra cái chùa, thì không phải là vị nào cũng giác ngộ mà để mà hướng dẫn người khác. Mà cái vị đó chỉ là muốn là theo một cái pháp môn nào đó, rồi bây giờ muốn diễn dương cái pháp môn đó, nhưng mà lại là bản thân cái vị đó cũng không thấu hiểu được cái pháp môn của cái vị tổ mà đưa ra nữa. Cho nên càng ngày càng đi xa cái ý của cái vị tổ đi, tức là tông chỉ của cái tông môn đó. Vì vậy mà càng ngày đó thì nó mang tính cá nhân, mang tính cái cá nhân, hay nói thẳng là cái bản ngã. Cái bản ngã của cái người mà đi hoằng pháp đó. Cho nên nói là hoằng pháp, thực sự ra đôi lúc là phá hoại pháp cũng có. Cho nên mới nói là sư tự trùng thực, sư tự nhục là vậy đó. Tức là cái chính những người đi hoằng pháp là để phá hoại pháp. Bởi vì họ không truyền đạt được cái thực. Không giúp được người ta giác ngộ được ra cái thực, mà họ chỉ là đưa cho người ta càng ngày càng mê tín, hoặc là càng ngày càng chạy theo cái hình thức. Mà hình thức là kêu là hồi sáng đó mình kêu là gì đó, cái gì giới cấm thủ. Giới cấm thủ là vậy đó, tức là mình quá nặng hình thức. Thì cứ tổ chức cho thật khéo mà không có nội dung. Mà thực ra nội dung thì rất đơn giản. Như hồi xưa Đức Phật là Ngài rất đơn giản. Ngài đi chỗ này chỗ kia đó, rồi Ngài gặp ai thì Ngài khai ngộ cho người đó. Vậy thôi, khai ngộ, mỗi lần khai ngộ như vậy nó thành bài kinh. Vậy thôi, chứ không phải là, chắc Ngài không có hình thành một cái tổ chức gì lắm. Mình nghĩ là hồi xưa là một cái tăng đoàn. Rồi mình tăng đoàn là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ rồi kia. Chứ thật ra cái tăng đoàn một thời Đức Phật á, là chẳng có tăng đoàn gì cả. Cái ông A đó, ông tới, ông nghe Đức Phật giảng. Và ông ngộ ra. Ông ngộ ra cái ông nói xin xuất gia theo. Xuất gia theo thì rồi được, thì cho người xuất gia. Và Đức Phật Ngài thấy là ông này đã giác ngộ rồi, cho nên được rồi, ông xuất gia là được rồi. Còn ông á, Đức Phật Ngài không có đi xây cốc, xây liêu gì cho ông đó cả. Cũng không có cần, cũng không phải đưa cơm, đưa nước gì cho ông đó ăn cả. Mà ông tự đi khất thực lấy mà ăn. Ông tự kiếm y áo lấy mà mặc. Rồi ông tự cất cốc mà ông ở. Còn nếu mà ông không thích cất cốc thì ông ở dưới gốc cây. Ông tìm cái hang động nào đó ông ở. Thành ra trên thực tế đó là không có tăng đoàn gì cả. Mà là những người là sau khi giác ngộ được cái điều mà Đức Phật Ngài khai thị đó, thì bây giờ trở về để mà sống thực với cái mà đã được khai thị. Vậy thôi. Cho nên mỗi người là sống mỗi khác. Mỗi vị đắc quả A-la-hán đều mỗi khác hết. A-nan thì khách thì khác, Xá Lợi Phất thì khác, Mục Kiền Liên thì khác, không ai giống nhau hết. Còn bây giờ mình á, hễ mà cái phái niệm Phật thì phải niệm Phật giống nhau hết. Hễ mà cái phái tu thiền này là ai cũng phải tu như vậy hết. Mà ai mà tu không phải như vậy, tức là phản môn. gọi là phản lại. Thế còn hồi Đức Phật là Ngài chỉ khai thị để cho người ta thấy ra cái sự thật. Rồi từ đó người ta sống với sự thật đó thôi. Y áo đó thì cũng phải như bây giờ. Bây giờ là nhuộm cùng một màu, may cùng một cách để cho nó đàng hoàng. lại cùng xuống một lần
cho nó đàng hoàng, đại khái vậy. Thì mình nhìn á, thì ngoài hình thức là rất đẹp, nhưng mà nội dung á, thì nó lại là không phải. Thật ra hồi xưa là không có vị nào mặc y giống vị nào hết trơn. Vì đi lượm y về để mà mặc, thường thường là vô trong mấy cái nghĩa địa đó, nghĩa trang á, rồi mới người ta quấn vải, rồi người ta vất cái xác ở trong cái nghĩa trang, rồi mới là kênh kênh hay là các cái con cậy chó rồi rừng rồi này kia đó, nó vô nó ăn, nó lấy cái xác ra nó ăn, còn cái vải thì nó kéo kéo hồi cái còn cái vải đó thì vô lượm cái vải đó về giặt đi. Có cái thì màu xanh, có cái màu vàng, có cái màu đỏ, có cái màu đủ thứ hết trơn á. Cho nên ai đem về có được cái gì thì cứ may mà mặc vậy thôi. Mà mặc á, thì cái kiểu của Ấn Độ đó là cứ để về rồi bất vắt lên á. Chứ đâu có gì đâu. Cho nên ngay cái hồi đầu đó là không có cái y nào giống y nào hết. Không có cái màu nào giống màu nào hết. Nhưng sau đó đó thì cũng có nhiều cái vị người ta dâng cho một cái miếng vải rất là đẹp. Cho nên ăn trộm, nó mê vô, nó ăn trộm. Thì lúc đó Ngài A Nan mới nói là bây giờ là có được thiện nam tín nữ, người ta bắt đầu không phải là đi lượm vải nữa, mà bây giờ là có nhiều người ta cúng nhiều cái miếng vải đẹp, mà cũng màu xanh màu vàng lung tung hết rồi, chứ không phải là ai cũng mặc giống nhau. Cái rồi hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ làm sao mà để cho giảm bớt cái vải mà bị ăn cắp. Thì Đức Phật Ngài mới dạy hai cách. Một là cắt ra từng miếng may lại, giống như lúc đó đi ngang qua cái đồng ruộng, nói là may lại thành ra những cái giống như cái ruộng mà người ta chia ra từng cái ô rồi đó. Thì bây giờ mình may cái y nó giống cái kiểu cái ruộng đó. Thì khi mà cắt ra rồi á, thì cái người thường người ta muốn có một cái miếng vải cho thật là đẹp, người ta toàn lên, nhưng bây giờ nó cắt ra rồi, may lại rồi, đâu có còn gì đẹp gì đâu nữa mà ăn cắp. Cái thứ hai đó, cái chữ Kasava đó có nghĩa là cái y hoài sắc. Nó chữ có nghĩa là hoài sắc. Hoài sắc là sao? Bây giờ người thì màu xanh, người màu đỏ, người màu tím, màu vàng, đủ thứ hết á. Thế bây giờ đừng có để cho nó vàng quá hay là xanh quá, nó đẹp quá như vậy. Cho nên bây giờ mình lấy vỏ cây đó, mình nấu ra. Hoặc lấy vỏ cây mới ngâm nước. Ngâm nước cho nó ra thành ra một cái màu vỏ cây đó. Rồi mới là y nào màu xanh màu vàng gì cũng nhúng vô đó hết á. Nhúng vô để cho nó cái hoài sắc, có nghĩa là nó hoài cái sắc mà trắng tinh hay là xanh hay là vàng một cách đẹp đẽ, để cho cái y đó nó trở nên là nó tầm thường lại chút. Vậy thì như vậy là người ta sẽ không ăn cắp nữa. Vì ăn cắp gì, cái y mà lem luốc vậy mà ăn cắp làm gì. Rồi bây giờ nó cắt ra nó may lung tung vậy, làm sao mà đem về làm ăn trộm thì cũng được. Cho nên đó, nó chỉ có ý nghĩa vậy thôi. Thì á, cái lúc đó đó là cũng là gần là một nửa cái thời kỳ của Đức Phật rồi. Thí dụ như 45 năm thì cũng là lúc đó cũng hết là khoảng 15-20 năm gì đó, mới bắt đầu là có những cái giới luật đó, có những cái chế định đó. Cho trước đó đó thì ai mặc cái gì mặc chứ đâu có sao đó. Mà xuất gia thì cũng phải là ngồi mà làm lễ xuất gia thôi gì cả. Cái người đó xin xuất gia thì nói ờ được rồi, cho xuất gia là xong. Xong rồi cái là mặc y gì, còn bình bát đồ gì cứ sắm lấy mà đi thực. Phật không có nuôi. Phật cũng phải là nuôi giống như mình bây giờ lập một cái chùa là phải có kinh tế, rồi phải có tổ chức, rồi phải có thế này thế kia để thu hút Phật tử tới, rồi Phật tử mới cúng tiền, mới là trả tiền điện, tiền nước rồi này kia chứ. Do đó nó bây giờ nó sinh ra nó phải lệ thuộc vào cái hình thức tổ chức. Chứ còn á, thực ra đó là trong thời Đức Phật là đơn giản như vậy thôi. Cho mình đừng có nghĩ là hồi đó tăng đoàn là Đức Phật đi đâu là hằng đi sau là sắp hằng tư hằng ba rồi đi thật là ngay thẳng, không phải vậy đâu. Không có.
rất là bình thường, rất là đơn giản. Trước khi chia tay thì thầy cũng có thêm vài lời. Tức là trước hết là thầy cảm ơn cái trung tâm tu học Thuận Pháp. Từ ngày mà thầy cắt băng khánh thành để mà cho cái trung tâm này hoạt động á, thì mấy năm nay thì hình như từ năm 2013 thì phải, cho đến bây giờ đó thì mặc dù là thầy không đến đây được nhiều, mỗi lần đến thì nhiều lắm là được một tuần lễ, có nhiều khi ít hơn, nhưng mà cái thầy thấy mỗi ngày các Phật tử có tiến bộ hơn rất nhiều. Và cũng nhờ qua cái trung tâm này, nhờ cái sự nhiệt tình của anh chị Giác Tấn với là Tâm Hành, cũng như là các Phật tử đã hỗ trợ cho anh chị, cho cái sinh hoạt của cái trung tâm này nó được là lâu dài và có hiệu quả. Thì cái mỗi lần mà qua đây thì thấy là các Phật tử càng gần gũi hơn, cũng như là càng nhận thức về đạo rõ ràng hơn, tiến bộ hơn về trong pháp hành. Đó là cái điều thầy rất là mừng và rất là tán dương các cái hoạt động của cái trung tâm. Thì phải có cái nhiệt tình thì mới làm được như vậy. Thì tất nhiên là trong tổ chức là luôn luôn cũng có những cái sơ suất gì đó, thì thầy hy vọng là mọi người góp ý với nhau để mà giúp cho cái hoạt động của tu tập của cái trung tâm được ngày càng phát triển. Chúc cho tất cả các Phật tử luôn tinh tấn chánh niệm tinh giác để thấy ra được chánh pháp, đi đúng với chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải nói là 4 ngày qua thầy đã ban cho chúng con gọi là mưa pháp quá nhiều. Và thật sự thì chắc chúng con ở đây ai cũng cũng phải nói là rất tri ân tất cả những gì mà thầy đã giảng dạy. Và chúng con cũng biết với tất cả tấm lòng từ bi của Hòa Thượng, chúng con biết nói gì hơn. Cho nên dù sao chứ chăng nữa thì 2 năm nữa chúng con hy vọng là Hòa Thượng cũng sẽ trở lại với chúng con. Mà biết đâu năm tới Hòa Thượng lại trở lại đặc biệt nữa, con cũng không biết. Nhiều khi đó là một cái cơ may của chúng con. Nhưng mà con cũng biết là ở Âu Châu mọi người cũng đang chờ đợi Hòa Thượng. Cho nên mỗi một năm Hòa Thượng lại một lần đến Mỹ Quốc thì lại một năm thì lại phải đi Âu Châu, vì Hòa Thượng có rất là nhiều Phật sự ở ngay tại Việt Nam. Bởi vì gọi là cái vai trò của Hòa Thượng là cũng là một bậc trưởng lão trong hộ tông, trong Phật Pháp Nguyên Thủy, phải không ạ? Dạ, mô Phật. Dạ, cho nên bây giờ thì chúng con cũng xin làm một chút lời tường trình trong cái trước khi buổi chia tay để tiễn Hòa Thượng lên đường, và cũng như để chấm dứt được cái khóa tu hoàn mãn trong 4 ngày vừa qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa quý đại chúng, hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 5 2017, nhân ngày lễ Vesak, Hội Đủ Duyên Lành, đạo tràng Thượng Pháp chúng con hân hoan chào mừng thầy đã bi mẫn quang lâm về đây hướng dẫn chúng con 4 ngày tu học đầy quý báu. Thầy đã giảng cho chúng con nghe về ý nghĩa của ngày đại lễ tâm hợp. Đó là lịch sử của Đức Phật Thích, Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn mà đã được thế giới công nhận qua ngày này.
Đặc biệt thầy đã nhắc nhở chúng con là không gì quý hơn sự tôn kính tri ân Đức Từ Phụ nhân ngày đại lễ này bằng sự tu tập trong đời sống hàng ngày để nhận ra sự thật như chân qua pháp học và pháp hành, hầu rốt ráo thấy ra tứ đế trong chính mình, con đường thoát khổ và giác ngộ. Qua đó, thầy dạy chúng con cách thiền Vipassana đơn giản, không đặt nặng về hình thức mà chỉ quan trọng chú trọng đến tâm thiền như sự thư giãn và buông thả toàn triệt để trở về thực tại của cái biết rõ đang là. Thực tập này trong sinh hoạt hàng ngày, trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trên thân, thọ, tâm, pháp, mục đích là thấy rõ sự diễn biến của tâm, sống tròn vẹn, hồn nhiên, trong sáng và yếu chỉ thầy dạy là tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Tuyệt vời thay, thầy đã lấy từ những câu hỏi của đại chúng để trở thành những đề tài thâm diệu như sự thật về vô thường bằng nhiều cách khác nhau, ảo và thật, cấp độ nhận thức qua hiện tướng vô thường và bản thể của vô thường để tâm mình bớt dính mắc dao động trước ngoại cảnh. Sự khác biệt tái sinh và luân hồi, thầy cũng chỉ ra đó là một sự nhầm lẫn nếu không hiểu. Cho nên thầy giải thích tái sinh là sự vận hành của pháp, vì tất cả mọi hiện hữu đều nằm trong quy luật bảo tồn năng lượng. Còn luân hồi là việc của chính mình cần làm, cần tu tập để chấm dứt luân hồi, soi sáng lại chính mình qua chuyển đổi nhận thức và hành vi. Nghiệp báo cũng được thầy giảng bằng cách thận trọng trong mọi ý nghĩ và hành động. Chân thật nhận ra những sai lầm và chấp nhận mọi hậu quả của nghiệp báo để thấy ra bài học cần thiết. Với thầy, nghiệp là con đường thoát khổ, là vị Bồ Tát nhắc nhở mình trên con đường giác ngộ. Một câu hỏi cũng rất là quan trọng đó là làm sao tu thiền đúng theo sự hành trì của Đức Phật. Thầy lại nhắc nhở về lịch sử tu chứng của Đức Phật từ lúc còn tầm đạo đến lúc chứng quả Niết Bàn. Quan trọng là trở về tâm hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ, trở về với tự tánh thanh tịnh đã có sẵn nơi mỗi người, không có mong muốn để trở thành vô tác, vô tướng, vô cầu, vô tâm, mà rõ biết để tự pháp vận hành thì tâm trong trạng thái vô tham, vô sân, vô si, lúc đó pháp hành là tùy duyên thuận pháp. Bằng con đường đi của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để lại giáo pháp giúp cho mọi người trở về nguồn cội tâm linh của chính mình, thầy đã đem hết tâm huyết bằng sự thực chứng trên bằng sự thực chứng của thầy trên bước đường tu tập của chính thầy để giúp cho chúng con tìm lại con người thật của mình, để thấy ra sự thật hầu vượt qua những thử thách gian nan của cuộc đời và cũng để tháo gỡ những sợi dây trói buộc lẩm chấp trong tâm, nhờ đó có cuộc sống an lành trong hiện tại. Ví dụ thay Đức Phật ra đời, ví dụ thay giáo pháp quang minh và ví dụ thay tứ chúng đồng tu, ví dụ thay thấy ra được sự thật. Kính bạch thầy tôn kính, đạo tràng chúng con hạnh phúc có những ngày tu tập thanh tịnh, an vui trong chánh niệm, nghe thầy giảng pháp thoại và pháp đàm. Chúng con thành tâm xin đánh lễ tri ân thầy đã khai thị cho chúng con, cho dù rằng sức khỏe của thầy cũng rất là nhiều mệt mỏi. Và trong những ngày qua, chúng con cũng đã thấy là thầy đã rất là khang tiếng, nhưng mà đã đem hết tâm từ ra để giảng nghĩa cặn kẽ cho tất cả chúng con những bài học, để cho chúng con hiểu và thực hành cho đúng. Thay mặt đạo tràng thượng pháp, chúng con kính chúc thầy thật là nhiều sức khỏe, tuệ đăng thường chiếu trên đường giáo hóa và ban rải những bài pháp vi diệu lợi lạc cho muôn người. Chúng con cũng tự hứa rằng sẽ ghi nhớ những lời thầy dạy và cũng sẽ nhờ cái bài những cái bài nhớ mà thầy gửi cho chúng con. Chúng con sẽ xin nghe thật là đầy đủ thâm để hiểu rõ những lời thầy dạy. Chúng con nghĩ rằng chính những bài pháp đó sẽ là một vị thầy hướng dẫn chúng con một cách chính xác nhất trên con đường tu tập. Chúng con xin thành tâm tri ân thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này